Hello anh chị nha. Anh chị thấy rõ chưa? Nói vô mình chơi cái màu thiệt là khó nè. Đây cái màu xanh nè. Ngầu vậy? Chụp hình ra ngoài chụp luôn hả? Ngầu sự. Nhìn đi vào, nhìn đi. Đâu? Được. Dữ quá xin kinh hình nhiều xin phân nè. Hello anh chị ha, hello chị Dương Thủy Nhung. Let me see a little bit. Yes, it's good. Rồi, cái này mới thấy rõ nè ha anh chị ha. Hello anh Phương Nguyễn. Rồi, chúc anh chị đầu cuối tuần vui vẻ nha. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái ombre ha. Cái tay con này nó cứng quá. Này, ombre. Chị thấy ha. Màu đẹp quá. Màu rất là đẹp ha. Đó. Hello Vinh. Khỏe không Vinh? Lâu quá rồi mới thấy online đó. You like color? Like it. Hello Cường. Tiếp tục một pin nha. Này là hot pin nha anh chị nha. Màu rất là đẹp, rất là tươi nè. Bỏ lên kéo xuống. Màu pin này là 102 nha. New pin nha anh chị nha, chứ không phải là pin không. Khỏe không Vinh, khỏe không Cường? Ngon lành, màu rất là đẹp ha anh chị ha. Thấy không, nhìn em đắp bột là thấy biết là cái bột này nó good cỡ nào rồi ha. Rất là smooth, rất là mượt. Kéo xuống nè. Kéo xuống nè. Tém bột vô nè. Cắt cái đầu bột đi nè. Thấy không, bột đắp vậy thôi chứ còn cái gì bằng. Đó, chị thấy ha. Anh dùng ly quỵt hãng. Hello anh John. Trời ơi. Em xài CND không à anh chị ơi? Em xài CND không à? CND xài tất cả các loại bột luôn ha. Cây cỏ số mấy vậy anh, có bán không? Dạ có luôn. Order website nha anh chị nha. Cái gì cũng bán hết, nói chung là làm cái gì thì cũng bán hết. Mình tém vô nè, cỏ này là cỏ 14 nha, mình thích cỏ đắp cỏ 12 hơn. Đó. Còn anh chị quen cỏ nào thì lấy cỏ đó đắp. Thấy em vuốt bột không? Đó. Nè, ra ôm rây nè anh chị thấy không? Rất là smooth ha, rất là đẹp ha. Đó, mình vuốt nhẹ hai bên hông nè, vuốt nhẹ hai bên hông. Tém nhẹ nó vô nè, đó. Sweet color.
Chị thấy vuốt ông Ray không? Rất là đẹp ha. Bán thân không? Bán luôn, ông có mua không? Ông có mua không? Tôi bán thân luôn. Nói chung là cái gì tôi cũng bán hết á. Có tiền là bán à. Giờ tôi chơi màu vàng nè, đó, kéo xuống nè. Anh chị thấy em tém bột nè, đó, tém bột vô nè. Thấy bột dẻo không? Không chảy nha anh chị nha. Tém vô, tém vô. Ui chào cái bột. Thank you. Đó, mình tém xuống, mình vuốt xuống nè. Tém hai bên hông vô nè. Thì các bột đặt đâu nằm đó, anh chị nhanh tay order nha. Vuốt xuống nè, vuốt xuống nè. Ui cha mèn ơi. Hello chị Trang Lưu. Thấy màu rất là đẹp ha anh chị ha. Màu rất là đẹp. Cái này là màu vàng nổi nha anh chị nha. Vàng nổi, không ma bồ nha. Đó, anh chị cũng thấy rồi ha, cái màu rất là đẹp, không bị ma bồ nha. Quan trọng là cái màu không bị ma bồ nha anh chị nha. Cái màu ma bồ là coi như là xong rồi đó. Đó, em vuốt nhẹ xuống. Biết sao mà em hay vuốt nhiều không? Tại vì để cho nó mịn, nó láng, nó đẹp ha. Tí nữa mình vuốt cái ray lên á thì nó rất là đẹp ha. Mình sẽ chùi cây cọ, mình sẽ lấy một cục bột phin nè. Lấy cục bột phin nè, mình đặt lên. Đó, mình kéo xuống. Mình tém hai bên hông nhẹ vô. Đó. Mình đặt hai bên hông nhẹ vô, tém vô. Đó. Xong tròn khi tôi còi cái mình tém xuống dưới nè. Đó, mình tém xuống dưới nè. Vuốt nhẹ nó nè, vuốt nhẹ nó. Vuốt nhẹ nó, vuốt cái nữa, xong. Thấy đơn giản không anh chị? Thấy màu rất là đơn giản ha, rất là đẹp ha. Đó. Màu rất là tuyệt vời luôn ha. Cái mình tém nhẹ ở đây, mình đập nhẹ ở đây. Đập nhẹ bên đây. Vú xuống. Trời, cái màu vậy thì còn gì bằng ha. Ok, tiếp tục. À, mình nên chơi màu lavender trước hay là màu cam trước ta? Mình nghĩ là mình chơi cái màu mình nghĩ là mình sẽ chơi cái màu lavender cho nó hợp hơn. Đây màu lavender rất là đẹp, màu lavender nha. Ở mình đặt lên nè, kéo xuống nè. Thì thường thường á anh chị sẽ thấy cái ngón này nè, cái ngón này nó hay là cụp nhất đúng không? Thì mình sẽ đắp dày cái phần đầu móng hơn nha. Cái ngón này là cái ngón cụp nhất thì mình sẽ đắp dày cái gì nữa cha, chuyện chửi tôi cha, cha vô cho chửi tôi cha. Nội bên này thiệt á, tôi giận ông à. Đó, vuốt xuống nè. Đó, tự nhiên live, đang live stream mà chửi tôi câm ông nổi. Khá tuyệt quá nè. Tém qua nè, à, vuốt xuống nè. Mình sẽ đắp cái phần đầu móng cho nó dày nha. Tại vì tí nữa mình sẽ dũa cái phần ở dưới móng. Hả? Chú cha mẹ ơi, đẹp quá. Màu cam đi hả? Ừ. Tự ông chửi tôi chứ. Viết không giống hết thiệt, bởi vậy tiếng Việt nó phong phú vậy mà ông viết kiểu đó chết tôi ông Vinh. Này. Xong, lấy màu lavender mình đặt lên nè. À, mình lấy màu nude mình đặt lên nè. Cái mình tém cuticle nè. Đó, mình tém chậm nhẹ nhàng từ từ thôi. Đó. Tém vô tròn cuticle xong mình vuốt xuống nè. Vuốt xuống, vuốt xuống. Đó, xong cái mình vuốt hai bên hông cho nó đừng có lên nè. Không, vuốt hai bên hông nè. Mình tém cho nó vô giữa. Đây, anh chị thấy ha. Màu tuyệt vời vậy thôi chứ đổi nữa. Anh chị nào chưa sử dụng sản phẩm của Not Polish thì inbox nha. Đây, rất là đẹp. Đây, nắp đỏ.
đây anh chị, not polish, ok. Hộp này màu clear không, có màu clear không, clear mà màu ấy cho xin website please, ok, tag me please, nhắn tin cho em nhé khi nào anh chị cần. Đây mình sẽ đắp màu cam nha, đây là màu cam ha, rất là đẹp ha, mình đặt lên nè, tém xuống nè, đó, đập 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 nè, đập 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 đập, tém vô tém vô đó, thấy không, vuốt nhẹ nhẹ từ từ mịn màng xuống nè. Trời sao tự nhiên muốn ho ta, nguy hiểm quá, tự nhiên muốn ho ta, chết rồi, kiểu này bệnh này sao mà live stream cho anh chị em được, giả bộ chúc sức khỏe em đi chứ. Đó, vuốt xuống nè, đó, bây giờ màu cam rất là đẹp ha. Xong cái mình sẽ lấy màu nude, trước khi á mình sẽ đắp những cái màu đậm á, mình sẽ vuốt cây cọ thiệt là sạch nha, chứ không thôi nó dính vô cái màu nude thì nó không có được đẹp nữa đâu. Đây ha, mình đặt lên nè, đó, mình tém vô nè, tém lên trên đây, tém lên trên đó, mình đập ra nè, đó, tém vô, tém vô nè, đưa xuống nè, vuốt nhẹ nhàng nè, coi nè, đó, vuốt nhẹ nhàng nè, đó, đó, thấy chưa, đó. Màu này nó cũng không có nổi lắm anh chị ha, màu này nó cũng không có đẹp lắm, không có nổi lắm đó, anh chị thấy ha, rất là đẹp ha. Đây cái này là mình đắp xong rồi ha. Ok, let me do it. Đó, tiếp tục nha. Tự nhiên muốn ho ta. Ok, bây giờ mình đắp, sẽ đắp màu nào trước đây? Mình sẽ đắp màu blue ngón út đi. Đó, mình đắp màu blue này nè anh chị ha. Đó, đặt lên nè, kéo xuống nè. Đó, tém nhẹ vô nè, tém nhẹ vô. Đó, tém nhẹ vô, bột để im không chảy ha, đập đập đập, vuốt xuống, vuốt xuống. Đó, bột đắp là phải cỡ này nha anh chị, còn không nhanh tay mà lấy nhấc cái tay lên order nha. Đó, màu quá tuyệt vời, quá đẹp luôn, tém vô, vuốt nó xuống thẳng cái xếp đó, anh chị thấy ha, rất là dễ vuốt nè, bột quá dẻo, thank you anh đó. Làm color acrylic mình nên fill hay full set mỗi lần khách quay lại, tùy nha chị nha, tùy cái quay của mình làm thôi. Tùy cái quay của mình làm, cái này là vừa dip vừa đắp cũng được luôn đó, cái này dip đắp gì đều được hết á, nói chung là không từ chối bất cứ cái gì. Tém vô nè, tém vô nè, mình đập ra nè, đó, đập ra nè, vuốt xuống nè, vuốt nhẹ nè, vuốt nhẹ nè, vuốt nhẹ, đó, xong không, cái mình thấy lem bên hông gì mình để nhẹ nó cái, vuốt xuống bên đây để nhẹ nó cái, xuống, vuốt xuống. Đó, kim liền anh John, thank you anh John nha, thank you, thank you. Đó, tiếp tục nha, mình cái này mình lấy cái màu gì ta, màu hồng đi ha, màu hồng đi cho nó đẹp. Đó, mình đắp lên là hai bảo bảo,
bỏ lên kéo xuống, tém vô nè, tém vô nè. Đập tém vô, quốc từ từ nhẹ nhàng xuống nha, nhớ chia phần trăm. Anh nuốt muốn chọn rồi mà giờ kêu em chia phần trăm là sao? Màu neon được không anh? Cái màu nào cũng được hết, màu nào em cũng chơi em rơi được hết, không từ chối tất cả màu nha. Màu đen còn làm được mà đừng nói chi. Neon là cái gì? Napolis chưa từ chối màu nha. Hai bà bảo khỏe không? Hai anh Alex. Đó. Cái mình đặt cục bột lên nè. Chị nhìn em đặt cục bột nưu lên nè. Trời ơi nó smooth dễ sợ luôn. Đây em sẽ đặt cục bột nưu lên nè. Đấy nha. Em lấy ít quá. Đây, lấy lại nha. Đây, đặt cục bột nưu lên. Đó, mình tém xuống dưới. Mình đập hai bên hông cái silicone nè. Đó, mình đẩy xuống dưới nè. Đẩy xuống dưới, đẩy xuống dưới, đẩy xuống dưới. Vuốt một cái. Thấy không? Thank you, thank you. Hay xong cái mình lên hai bên hông nhẹ nè. Đó. Lên hai bên hông nhẹ nè. Đó. Thấy không? Ra đẹp đàng hoàng. Sao em vào web order brush mà không có anh? Chắc hết hàng anh ơi. Hết hàng đấy. Ok, Missy honey. Show me. Ok, yellow. Ok, I got it. Ok, tiếp tục nè. Đặt lên. Đó, kéo xuống từ từ nhẹ nhàng. Tém bên hông vô nè. Đó, tém bên hông vô nè. It's pretty yellow. Yeah. Có ai order cái brush thì 2 tuần nữa có, 3 tuần nữa có nha. Đó, vuốt vuốt xuống, vuốt 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 xuống nè. Vuốt xuống nè. Rất là đẹp luôn. Ui mẹ ơi. Tiếp đang dùng là loại tiếp nào vậy bro? Ok, giờ mình ok anh Hải, em sẽ show cái mông bịch tiếp cho anh. Rồi anh thấy cái ở trên cái trang cái livestream của em đó, nó có là notpolish.com. Rồi cho anh 93 10% off thì anh lên đó anh order nha. Em sẽ show cho anh cái bịch tiếp nha. Thiếp này là 500 cái, 15 đồng nha anh chị nha. Thiếp này 500 cái, 15 đồng nha anh chị. Đó, mình đắp màu vàng xong mình phải rửa cái cọ lại cho nó sạch sẽ nè. Đó, xong cái mình lấy cái bột nưu nè. Đó, mình đặt lên. Đặt lên nhẹ nhàng. Anh chị thấy cái màu vàng này là màu neon đó anh chị nha. Màu vàng này là màu neon đó. Anh chị thấy không? Em tém từ từ nè. Đó. Đó, tém vô giữa nè. Vuốt nhẹ xuống nè. Vuốt nhẹ xuống nè. Vuốt xuống nè. Đó. Thấy không? Đơn giản thôi. Vuốt bên hông xuống nè. Đó, xong. Rất là đơn giản. Ok. Cái màu này mình đắp màu nào nữa ta? Màu lavender. Hold on. Mình bỏ cái màu đó đi. Màu cam này thì nó hơi lợt kìa. Hi John. Hello chị Ngô. Ngô Nguyễn. Thank you chị. Đây mình sẽ đắp màu cam đi. Cho nó nhẹ nhẹ chút đi. Đây màu cam ha. Đó. Mình đặt lên. Tém xuống. Đập hai bên hông. Đó, mình đập ra nè, lan lan ra nè. Trời ơi, dễ gần chết ha.
Con Nga đi đâu vòng vòng nãy giờ con Nga? Hello mọi người, hello hello, share giúp em nha, cho được nhiều view nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó. Vuốt xuống nè. Vuốt xuống nè. Tém vô. Tém vô, tém vô. Hi anh Dodo. How are you? Xong nè, mình lấy cái màu lưu nha. Đây màu lưu nè. Lưu pink nha anh chị nha, lưu pink á. Cái mình đặt lên nè. Đặt lên là tém xuống nè. Đập vô, đập vô. Tém qua bên hông nè. Đó. Đây mình vuốt nhẹ nhẹ từ từ xuống nè. Đó. Úi chà, úi chà. Đẹp không? Đắp vậy anh chị đâu cần rửa nhiều, phải không? Thấy không? Đắp vậy anh chị đâu cần rửa nhiều ha. Thank you anh chị, thank you. Ok, mình quất lavender. Sữa này anh chị đâu có cần rửa nhiều ha. Đó, mình nhúng nè. Ví dụ như cái bột này em lấy hơi nhiều nè thì nó sẽ nhanh khô hơn ha. Đó, thì mình tém, mình đập nó ra. Đó. Màu xanh nhạt đi. Màu xanh nhạt hả? Mới làm rồi. Mới quất màu xanh nhạt rồi, giờ màu lavender nè. Đó, mình tém xuống nè. Chị thấy không, em tém rồi vuốt xuống nè. Ui trà ơi. Chưa? Bột đắp cỡ này là anh chị đòi hỏi gì nữa anh chị? Thiệt luôn á, bột đắp cỡ này anh chị đòi hỏi gì nữa? Mình lim cái cỏ cái nha. Đó, cho nó không có bị dính màu nha. Lấy bột nè. Xong nè. Đặt lên nè. Đó. Tém lên nè. Đẩy lên nè. Đó. Chọn critical nè. Tém xuống dưới nè. Đập 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 xuống dưới nè. Đó. Mình vuốt xuống nè. Vuốt xuống nè. Đó. Chưa? Xong nè, tém hai bên hông vô nè. Đó. Rồi vỗ xếp nè, thấy chưa? Màu rất là đẹp nha. So beautiful, beautiful. Tuần này chắc 7 ngày like đủ 7 ngày quá anh chị. Hello chị Sơn Lan. Màu like pink đó, số mấy vậy? Đây là 102 nha anh chị nha. Đây là 102 đây nha. 102. Ok, not polished. Anh chị nhớ cho em là not polished. Màu xanh nè. Màu xanh M33. Ok. Màu vàng neon M41. Rồi màu lavender. Lavender M39. Ok. Màu hot pink M40. Màu cam cho mình xem tip. Ok, M87. Ok. Rồi đây là bịch tip. Ok. Đây là hộp tip, 500 tip nha. Nó có hết đủ số ở trong đây hết. 1 2 từ 1 tới 10 nha. Ok, hộp tip này nè, đây anh chị lấy ra cho anh chị xem. Sorry honey. Đây. Đây ha, có món tip như thế này. Đó. Thì mình cắt ngắn đi thì nó ra coffin shape nha. Ok, xong.
30 giây quảng cáo đã xong, giờ là mình tiếp tục nha. Ok, mình bao tiền Hà, Hà em một hộp, bao tiền Hà em một hộp là sao? Bao tiền Hà em một hộp chưa có hiểu lắm. Không phải mình quên tiếng Việt đâu nha, nhưng mà tại vì chưa có hiểu lắm. Mình vũ sơ sơ thôi ha anh chị ha, mình đắp gọn rồi mình vũ nè, đó xong. Xong rồi, thấy không? Đơn giản nhẹ nhàng thôi, thấy không? Mình tém gọn vô thôi. Đó. À, như một hộp thiếp vậy 15 đồng nha. What numbers? 15 đồng một hộp thiếp nha. Đơn giản ha anh chị ha. Đó, xong. Chị thấy em vũ sếp không? Nhanh lẹ ha. Ok, relax honey. Hôm nay cái tay model này, cái người này rất là đẹp nha. She's so beautiful. I say you beautiful. À, rất là dễ dàng ha. It's so easy. Easy for me. Lavender nha. Đây. Rõ không? Rõ thì có ai thích cách đắp bột của em không? Cách đắp bột đi vào lòng người. Trời muốn ho quá anh chị ơi. Sao mà bệnh này phải? Quay cái tay lên mình giữa. Ủa, mình thích cái màu xanh này quá anh chị, cái màu xanh này nè thích quá. Tí nữa sơn top lên chắc nó shiny nữa, bling nhỉ, beautiful. Anh chị thấy không, đâu cần làm nhiều, đắp gọn gàng sạch sẽ như thế này thì đâu cần làm nhiều, thấy không? Họ họ cái what's brush 14 đẹp quá. Dạ có em. Cảm ơn Cường nha. À, ước gì được học trực tiếp với anh luôn. Cảm ơn, cảm ơn. Em cũng muốn ước gì em dạy trực tiếp cho mấy anh chị luôn à. Thiệt luôn á. Qua Houston nha anh chị nha. Lên tôi này. Mình vỗ vô ha. Brush number 14. Rất là đẹp ha anh chị ha, rất là đẹp, rất là đẹp. Đó, gọn gàng sạch sẽ ha anh chị. Vỗ rất là nhanh. Đó. Cái này đâu cần cầu kỳ, chỉ vậy thôi là đủ ăn tiền rồi. Thật sự thì mà nói không phải là tự cao, nhưng mà em vẫn thích cái cách đắp bột của em rất là nhiều ha. Em vẫn khoái cái cách đắp bột của em, nó nói chung là nhìn nó smooth lắm. Và cũng nhờ cái bột này nữa. Thật sự là mình, nếu mà cái bột khác á, mình không nói là cái hãng nào, nhưng mà cái bột khác đó mình chưa chắc gì mình làm được đẹp giống như vậy. Nhưng mà bột Not Flawless thật sự là nó rất là dẻo ha. Ráng coi nhiều nhiều nha anh chị nha, để mình đi đi sâu vào bên trong của mình đấy. Thank you mọi người đã ủng hộ cái live stream này của mình. Thank you so much.
Ok, hôm nay khỏe nên là nói hơi nhiều nha anh chị, thông cảm nha. Hả? Hôm nay khỏe nên nói hơi nhiều. Mày căng quá mấy lần. Cái bộ này hả, 85 đồng nha. Nhanh lẹ, nhanh lẹ. Đây là cái đầu giữa. Em chúc em đang live stream Minh Đương ơi. Đây, mình sẽ giữa. Ok. Hello anh Hải. Hello chị. Chị hay anh gì đó, em không biết ai on ha. Đó, mình đi đơn giản thôi ha. Màu đẹp quá, thank you. Dạ, màu rất là đẹp nha, không phải người làm đẹp đâu. Nhờ màu thôi. Nhờ màu thôi nha anh chị nha. Đó, anh chị thấy không, đây, thấy chưa. Xong một ngón ha, giữa sơ sơ thôi, đó, chạy khi tôi còn nhẹ nhẹ như thế nè, đó. Sơ sơ thôi, không. Nếu đầu giữa mới mà nó bén quá thì mình nên làm gì vậy anh? Dạ, nên mình nên chạy cái... Thank you anh Hoàng Anh nha, người làm đẹp. Không, dạ, màu làm đẹp nên là cũng nhờ màu nhưng mà mình mới làm đẹp. Khi mà cái đầu giữa mà mua về mà ví dụ như anh chị thấy bén quá đó, thì anh chị nên giống như chạy những cái mà tháo bột đó. Tháo lâu lâu có bộ nào tháo đó mình lấy ra mình chạy. Mình chạy hồi là tưởng lục rồi. Nhưng mà mua những cái đầu giữa đó chi. Bên website của bên em có đầu giữa mà chạy rất là ngon ha. Đây anh chị thấy ha. Zalo M41. This yellow. This beautiful color. Right. Đó, mình chỉ chạy sơ sơ nè anh chị ha. Mình đâu cần chạy nhiều đâu. Đó. Cái con này nhiều lúc cũng bị em cắt tay mấy lần á. Nói với ai cũng phải có cắt tay. Nhưng mà cái đầu giũa kia là tuyệt đối là không cắt tay nha anh chị nha. Cái đầu giũa kia rất là good. Nên anh chị nào mà muốn cần đầu giũa mà để tập làm đó, anh chị chưa có chạy máy quen đó, anh chị có thể nhắn tin inbox cho em nha. Thì em sẽ chỉ cho lên cái website để order cái đầu giũa đó, cực kỳ ngon nha. Ai dùng là, nếu mà ai dùng là sẽ mê đó. Ok. UK. UK hả? UK, I don't know. So did you join on a website? Are you text me? Xong ha, mình sẽ giữa phần đầu móng nè, à, giữa thẳng ra nè, ấy da, trời ơi, Nguyễn Hà. Chị thấy không, chạy vậy nè, trời nó smooth, dễ sợ luôn. Facebook Nguyễn Đình Hải, ừ hình như anh, ủa ổng đâu ta? Nhắc cái tên ổng cho ổng vô. UK hả? UK, ờ ông Hải. Rồi, mình đã quất nó đổ máu anh chị à. Mình đã không để ý và lỡ tay một chút xíu, thấy không? Anh chị thấy không, lỡ tay một chút xíu thôi là có thể là không ổn. Buồn rồi. Nhiều lúc live stream là nó vậy đó. Ok, sorry honey. Ok, đầu giữa xịn sao chảy máu vậy.
Đầu dũa này không phải là đầu dũa xịn. Nãy em đã có nói rồi, đầu dũa này là rất là bén. Đầu dũa kia kìa, nhưng mà em bị mất rồi. Thực sự thì nói thì nó không phải là cái gì, nhưng mà thực sự là nhiều lúc thì anh chị bro cỡ nào cũng phải có mess up một chút xíu. Nhưng mà nếu như mà em làm bình thường thôi đó thì sẽ không chảy máu đâu. Nếu như mà bình thường đó mà dũa mà kỹ càng đàng hoàng á thì nó khác ha. Thì cái này thì nhiều lúc mình phải né cái chỗ cái điện thoại, thì anh chị thông cảm cho em ha. Hai anh Michael, này, cái xếp thẳng đẹp ghê ta. Inbox cho mình đầu dũa xịn nhé. Chị cứ inbox cho em đi nha. Tại chị cứ inbox cho em đi, nhiều lúc ấy quá em không có nhớ. Thật sự là cái đầu kia thì nó không có cắt tay đâu, nhưng mà cái đầu này thì rất là bén. Thì hôm qua em cũng có nói với anh chị nào mà hay coi livestream của em đó, thì cái đầu dũa này rất là dễ bị cắt tay đó. Nhưng mà nếu mà em làm đàng hoàng á thì sẽ không bị đâu. Đây ha, rất là đẹp. Thật sự mà nói thì em làm đàng hoàng thì em sẽ không bị đâu. Tí nữa em sẽ quay cho anh chị xem cái máy livestream của em là nó tại sao mà cái livestream của em nó sát mà nó rõ tới như vậy nha. Thì em phải né cái tay em qua một bên, và em né cái mặt em nghiêng qua một bên để em quay cận cảnh cho anh chị em thấy ha. Còn nếu không á thì em sẽ để vậy thì anh chị rất là khó thấy, giống như người khác livestream đó. Anh chị thấy không, nó rất là khác. Nếu mà để cao như vậy á thì anh chị sẽ không đã thấy được đó. Và nó không có rõ được. Ví dụ như có mix up một chút xíu gì đó thì anh chị cũng đâu có thấy không. Nhưng mà tại sao em vẫn phải để đó? Là vì em thích thôi. Giờ mình sẽ zoom gần lại ha. Đó, thì anh chị sẽ thấy nó khác liền. Thấy không? Thì nếu mà anh chị giống như nghĩ là giống như tụi em lên đây ấy thì không bao giờ chảy máu, không có nha anh chị nha. Bất cứ ai làm cũng sẽ có mess up thôi. Nhưng cái đó là em rất là xin lỗi anh chị ha. Em cũng rất là xin lỗi con khách. Em cũng xót ruột lắm á. Nhỏ này đẹp quá mà tự nhiên cắt nó chảy máu, em xót ruột ghê đó, sợ. Nhiều lúc cho nó nhớ em hay gì. Đó. Thì em mới nói muốn mà cho anh chị xem thấy rõ những cái cách em làm á thì mình phải để sát vô cái mặt đây, anh chị thấy không? Giờ nè, cái tay em để thẳng ở đây nè, anh chị thấy không? Thì tất nhiên là cái mặt với cái người em để thẳng ở đây thì em bắt buộc là em phải né qua bên đây. Nếu mà em né qua bên đây thì anh chị không thấy, thấy không? Em phải để ở đây và em né cái mặt em qua bên hông thì nó dễ bị mess up, nên là thông cảm cho em nha. Thank you chị Cathy. Chị hay anh gì em không biết nữa. Đây. Xong ha. Đơn giản thôi. Đó. You like it? Đây. Thì em chỉ thấy rất là rõ nè. Tại sao mà rõ tới như vậy? Ok, cái này là mình sẽ cho nó đi rửa tay ha. Mình đang có thời gian mà. Dạ đúng chính xác nha. Trời, nhiều lúc anh chị xem cái livestream của em nhiều là anh chị sẽ hiểu em hơn thôi. Đó. Màu rất là đẹp ha anh chị ha. Thấy nhanh gọn lẹ không? Cái này là em chạy nha anh chị nha. Cái này là mình chạy đó. Mình làm nhanh đó.
Ok. Đây thấy không, màu rất là đẹp ha. Đây anh chị, nếu như á, mà để bên đây á, hoặc là ở trên cái đèn đây anh chị sẽ thấy ha. Cái cây livestream của em đây là đối diện với con khách nè, thấy không? Đó, nếu mà em để sát ở đây, đây em để sát ở đây thì nó chướng ngay con mắt của em bắt buộc là em phải mua cái con mắt của em qua bên hông đây. Cái tay em cũng chuyển qua bên đây luôn. Đó. Anh chị thấy rồi, đây là cái chỗ em ngồi nè ha. Ok, và cho anh chị xem cái màu ha, rất là đẹp ha. Đó, màu rất là đẹp. Đây ha. Anh chị thấy xếp không, nhanh gọn lẹ ha. Ok. Giờ mình sơn top luôn nha anh chị nha. Phủi rửa tay luôn đi. Phủi bụi thôi. You like it color? Thank you. Perfect. Perfect. Sorry, I cut you. You don't hurt. I cut you, you don't kill me, okay? Okay, cái đèn lái đó rồi. Ok, mình sẽ sơn top nha. Ok. Đây là cái chai top cup của Not Polish. Ok. Let's see for this one. Đó, bây giờ mình sơn top thôi. Nó rung tay quá. Mình lên nó chút xíu. Đó. Chị nhìn rõ không? Thấy không? Màu rất là đẹp ha. Đó. Hello, hello. Anh chị sẽ nhìn rõ, rất là rõ. Sơn xuống, sơn xuống, đó, chị thấy à? Thank you, hello chị Thảo, khỏe không? Màu đẹp quá chị Thảo ơi. Chị thấy ha, rất là đẹp ha. Thank you chị Thảo. Anh làm bộ này bao nhiêu phút hả? Nếu mà anh làm bình thường không á thì chưa tới 1 tiếng nha em. Nếu mà anh không livestream thì anh làm chưa tới 1 tiếng. Wow. Thank you chị Thảo. Thank you. Đẹp đẹp. Đây cái này là mình quất đổ máu nữa nè. Tại vì ham đọc comment quá. I'm sorry her. Huh? Okay, slow. I'll put it on the light. Đây, tiếp tục. À, cỡ 45 phút đó chị Thảo. Cỡ 45, 45, 50 phút gì đó. Cỡ đó à. Không có hơn. Đó. Đây ha. Do màu, đúng rồi. Nhờ màu đẹp nên là mình mới làm đẹp. Chính xác luôn. Anh chị thấy ha. Đó. Màu vàng nha. Màu cam nha. Đẹp quá, hôm nay bạn tiết kiệm bộ nha.
Dạ chị Thảo, mấy nay chị ai làm tay cho chị vậy mà đẹp xuất sắc luôn vậy? Anh Mai kỳ rồi. Em làm cho chị 10 bộ cũng được nữa, đừng nói chi một bộ. Ok, put on the light. Set này là số 1. Dạ, yeah, em thích cái set này. Anh đang xài top của hãng nào? Đây là Not Polish luôn nha. Cũng bên em luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái oil lên và cho anh chị em xem cái màu ha. Rất là đẹp. Chị Thảo ơi, ok, đây anh chị thấy ha, đó, love the shape, thank you. Em ở lại Việt, em lại ở Việt Nam nên không biết ra tiệm nail người ta làm được như này không. Có chứ, Việt Nam làm cũng rất là đẹp nha. Form và màu đẹp đó. Việt Nam cũng rất là đẹp nha. Oh, one more. sorry, my bad. Okay, one more time to the light, on the light. Thấy em vũ xếp rất là đơn giản ha anh chị, nhanh lẹ, rất là nhanh lẹ. Thật sự là cái này là mình làm nhanh lắm, rất là nhanh nha. Ok, put on the light. Check it out. Đây. It's beautiful color. Đây, màu rất là đẹp ha. Đây. Để thấy ha. Đó. Đây. Rất là đẹp, anh chị nào thích không? Làm cho em làm cho bộ đi ăn cưới. Đó. Xong, ok, thank you everyone nha. Thank you mọi người. Đó, xong, đã xong. Đây. Put on. Đó, yep. Đó. Thấy không? Ok, và model ở đây. Say hi, Ashley. Rất là đẹp nha, she beautiful. Ok. Mình chỉ xức oil ngay chỗ cuticle thôi. Mình chỉ bỏ ở cuticle thôi. Nếu mà nó dính ở cái top cup thì nó sẽ không có shiny nữa nha. Mình chỉ bỏ ở cuticle thôi nha. Đó. Còn nếu mà xức xuống cái top cup là nó mất cái shiny rồi. Ha. Wow, đẹp không anh chị? Ok, you put on the hem. Yep. Đây. Rất là đẹp ha. Ok, thank you anh chị. Mình đã xong. I'm done. Thank you so much.